Thôi coi, nó giỏi ban ngày luôn á. Tại vì chờ ban ngày nắng mà. Trời ơi, đông ghê luôn á, cô chú anh chị. Coi như là nghẹt người luôn. Hôm nay là ngày 99 ngày của cậu nghệ sĩ Vũ Linh. Khá là đông luôn cô chú anh chị. Cái này đứng chỗ quay thôi chứ đi là nó rung coi như là rớt người luôn. Cậu làm với cậu chết cậu cũng không ngờ cậu được về nhà mà. Ăn tính á. Nó không mà nói gì vậy.
bao giờ mấy người anh lên giả tạo nó chì tới cỡ này không? Mà lên vậy mà có được lòng bạc nào không? Hay là được lên tôi giúp be này để được nổi tiếng? Vậy mà biết bà. Sai rồi. Xạo liền hết chưa? Có được hai mẫu đây thôi chứ không phải là tôi nói lên mà tôi nói cái gì đó. Cái người cái xác này là trong trung tâm linh. Tại sao triệu triệu người dân lại đến để giết? Anh có hàng cái nãy kêu lì hỏi rồi đó. Không dưới cũng vậy rồi. Tại vì cái người mà đi dỡ cái cổ quyền dỡ cái xác này là có nghĩa là cái xác này của cổ quyền. Thì khi mà cậu đã nhờ tới cái người trên bề trên mình gặp được tôi. Ngay từ đầu cái xác này nó cũng đã nói là thôi con không ra. Của cô nón hồng này là dứt trước là giống như vậy. Nhưng mà cổ quyền kêu cứ ra đi, cổ quyền là cổ quyền này. Sẽ làm cho người ta tin. Nếu mà thật sự mà không phải cậu năm vô là cậu năm không đứng đây đâu. Còn nếu mà thật sự tôi đã đứng đây rồi thì tôi không bao giờ bị sợ. Còn ai tin cũng tin là này. Còn tôi nói cho quý vị nghe. Một người chết giúp ba cái hồn. Mà một cái hồn thiện hiện bây giờ là cái xác đây cái nè nó anh vô đây là một cái hồn thứ ba, là một cái hồn dạy. Hồn dạy là hồn như thế nào? Có nghĩa là một cái hồn khôn và một cái hồn đã đi rồi thành một cái hồn dạy, là có nghĩa là không được tỉnh táo như những cái hồn khôn kia là chỉ được ở đây. Cậu Năm có biết nhà của cậu Năm ở chỗ nào không? Nhà của cậu Năm, nhà của tôi thì phải biết chứ. Tôi cậu Năm nói cho con xin cái địa chỉ cái cậu Năm ơi. Quận 1, quận Phú Nhuận. Toàn như điểm là sai rồi. Về quận 1 quận Phú Nhuận là không chỗ phải. Nào? Đó, đường số 5. Rồi. Đồng như điểm. Đường số 5 thì điểm. Sai rồi. Nói lại đi. Nói lại ơi. Quận Phú Nhuận. Quận Phú Nhuận không biết nữa. Không sai đâu, nhà tôi không sai. Sai cậu Năm sinh ngày mấy, sinh mấy, năm mấy? Năm sinh của tôi. Nói vậy chắc mấy cậu cũng không tin luôn. Năm mấy, ngày mấy, sinh mấy? Tôi chỉ biết là tôi sinh năm 1968 thôi. Không ai cái ngày sinh tháng đẻ mình không năm ai đó. Là không nhớ hết. Không nhớ hết. Mình phải nhớ ngày. Mình phải nhớ ngày sinh tháng đẻ của mình. Phải không? Còn quê gốc mình ở đâu? Mình phải nhớ. Tôi nói thiệt với mấy cậu, nếu mà vô bây giờ là cái xác của tôi nó chưa được chín chắn như cái nghĩa là em của mình là phải nhớ hết. Phải nhớ hết cho con. Nhà cậu có bao nhiêu người vậy cô? Với chị luôn. Cái gì vậy chị đó? Cái gì nó nhớ thì nó nhớ, còn cái gì không, không quên được. Không bao giờ quên được. Thôi cái cậu không tin thì thôi, nhưng mà tôi chỉ chân thành, nếu mà mấy cậu thật sự. Bây giờ nếu ra mấy cậu nhà cậu có bao nhiêu người, bao nhiêu sao sao là cậu biết như thế nào, có bằng điểm như thế nào cái kinh mà mỗi năm ngày tháng của cậu. Có bằng điểm nha. Tôi nha, tôi tấm cổ cái người phụ nữ lại khỏi này đó. Hôm qua thì cũng mới lên nhà xong lâu dọn nhà xong và đã lên xe về với đơn vị, có thể cũng chia sẻ là hai bên thôi.